Cho phép tôi xin thay mặt cho những người làm chương trình văn nghệ xin được gửi lời tới các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các bà, các mẹ, các chị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Từ bao đời nay, người phụ nữ Việt Nam được xem là một hình tượng đẹp và vĩ đại nhất. Hình tượng đó được tô vẽ bởi đức tính tốt đẹp như đảm đang nết na, thủy nghị, giàu lòng hy sinh, hiếu thảo với cha mẹ, tần tảo với chồng con. Có biết bao bài thơ, lời ca, tiếng hát đã được sáng tác về người phụ nữ bởi vì có họ mà cuộc sống này được ấm áp và ngọt ngào hơn. Lịch sử dân tộc Việt Nam đấu tranh dựng nước và giữ nước, trong đó có phụ nữ Việt Nam giữ vai trò trọng yếu. Chủ tịch Hồ Chí Minh có câu: non sông Việt Nam gấm vóc được non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta trẻ cũng như già ra sức để theo mà trở lên tốt đẹp rực rỡ. Người phụ nữ Việt Nam yêu nước, ngày càng có trí thức, có sức khỏe, cả năng động sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu, quan tâm tới lợi ích xã hội và cộng đồng. Vâng, đã trải qua những thăng trầm của xã hội, chị em thể hiện vai trò tích cực, đảm đang với tấm lòng nhân hậu đã góp phần góp nhiều công sức cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập cho đất nước. Tính đến ngày hôm nay, 20 tháng 10 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ đã 93 năm tuổi. Trên tinh thần đó, được sự nhất trí của Ban Chi ủy, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Liên Phương, Ban Chi ủy thôn Đông Triều, hôm nay Chi hội Phụ nữ thôn Đông Triều tổ chức kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 13 năm Phụ nữ Việt Nam, 20 tháng 10 1930, 20 tháng 10 2023. Chúng ta cùng đồng nhiệt chúc mừng tới những truyền thống bất khuất và anh hùng của phụ nữ nói chung và chị em phụ nữ xã thôn Đông Triều nói riêng. Kính thưa các quý vị, và để chương trình văn nghệ chào mừng hội nghị hôm nay được thành công, xin tất cả các quý vị hãy dành những lời chia sẻ, những bông hoa, những trái tim yêu thương thật nồng ấm để cùng
niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Vâng, và ngay sau đây sẽ là chương trình hội nghị. Lực lượng du kích Quảng Vân đã phát huy được vai trò đấu tranh hợp pháp. Lực lượng du kích
Phạm Vân đã đối ứng trong các đồn bốt địch, nuôi dưỡng chăm sóc thương binh, đồng thời tổ chức nhiều trận đánh táo bạo, mưu trí dũng cảm, làm cho địch phải nhiều phen khiếp sợ, như trận dùng đòn đánh đánh địch giữa ban ngày từ ở chợ Từ Hồ của đội nữ du kích Quảng Vân ở hai xã Hoàng Long và Quang Phục thuộc huyện Yên Mỹ, trận chùa An Đảo của nữ du kích Quảng Vân xã Thủ Sĩ huyện Tiên Lữ phối hợp với bộ đội huyện và tỉnh vây hãm đổ bốt, kêu gọi hạ vũ khí đầu hàng và tiêu diệt địch. Nhiều trận đánh tiêu biểu khác của các chị em đã mãi mãi đi vào lịch sử những huyền thoại. Du kích Quảng Vân còn là bản hùng ca bất diệt của chủ nghĩa cách mạng, một trang sử chói lọi, một bài học lớn trong chiến tranh nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, có tác dụng to lớn trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ vĩ đại của dân như Võ Thị Sáu, Ủy Thị Úc, vân vân. Trong suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã có hàng ngàn các bà, các mẹ tham gia hội mẹ chiến sĩ để chăm sóc vận động thương binh, bệnh binh và bộ đội cả về tinh thần và vật chất. Hàng ngàn chị em tham gia thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và lên đường nhập ngũ, trực tiếp phục vụ và chiến đấu ở các chiến trường, đã có biết bao người ra đi không trở lại. Sự hy sinh đó thể hiện tinh thần thà chết chứ không chịu mất nước, quyết định không làm nô lệ, góp phần cùng toàn dân cả nước hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, cũng như trong thời kỳ đổi mới của đất nước, 81 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt. Phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, cùng với phụ nữ cả nước, các thế hệ phụ nữ đã phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực công tác, đặc biệt là trong cuộc đổi mới của đất nước. Trong những năm qua, tổ chức hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực gắn với lợi ích chính đáng của phụ nữ, có ý nghĩa giáo dục cao, gây ấn tượng sâu sắc được cán bộ, hội viên và nhân dân vị đại biểu, thưa các bà, các mẹ, các chị. Hòa chung trong phong trào hoạt động phụ nữ của địa phương, nhiều năm qua được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, sự định hướng của Liên hiệp thành phố, Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của hội cũng như các nhiệm vụ của địa phương. Nhiều hoạt động phong trào đã được rất nhiều kết quả tốt, điển hình như phong trào người phụ nữ Hưng Yên có đạo đức, có sức khỏe, có kiến thức, có trách nhiệm với gia đình và xã hội, các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực tế thực hiện của cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, được cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ hưởng ứng tích cực bằng những việc làm cụ thể như sau: đóng góp xây dựng các loại quỹ, tham gia tích cực hoạt động nhân đạo, từ thiện, thực hành tiết kiệm, chi tiêu, tuyên truyền giáo dục chị em phát huy truyền thống phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, người phụ nữ phố hiến có công dung ngôn hạnh, không ngừng học tập rèn luyện, phấn đấu vươn lên, thực hiện tốt nghĩa vụ của người công dân và chức năng làm vợ, làm mẹ, phấn đấu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững. Thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội của xã, tích cực thực hiện có hiệu quả phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, tham gia các tập lớp tập huấn theo chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức và trình độ mọi mặt cho phụ nữ trong sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các bà, các chị, nhìn lại chặng đường 93 năm xây dựng và trưởng thành của phong trào phụ nữ Việt Nam, chúng ta có quyền tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của mình. Cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ luôn có nhiều cố gắng phấn đấu vươn lên trong học tập, trong lao động, trong các lĩnh vực công tác, nuôi dạy con, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhân dịp này, thay mặt cán bộ, hội viên phụ nữ xã và thôn, xin trân trọng cảm ơn các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và thành phố đã trực tiếp chỉ đạo, tạo mọi điều kiện và luôn quan tâm lo cho sự tiến bộ và phát triển của phụ nữ trên các lĩnh vực, đóng góp phần quan trọng của chị em phụ nữ để yên tâm công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Thưa hội nghị, đứng trước yêu cầu nhiệm vụ mới, công tác hội và phong trào phụ nữ còn gặp rất nhiều khó khăn nhất định, đòi hỏi các chị em phụ nữ phải không ngừng
học hỏi, đổi mới. Phương thức hoạt động cho phù hợp, thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia tổ chức, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy sáng tạo của phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương và giữ vững an ninh quốc phòng, tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền ngày càng trong sạch và vững mạnh. Tại hội nghị kỷ niệm này, tôi xin thay mặt chi hội phụ nữ thôn Đông Triều xin trân trọng đề nghị toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ chúng ta hãy phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, đem hết khả năng trách nhiệm cùng phấn đấu vì sự bình đẳng, tiến bộ và phát triển của phụ nữ, góp phần cùng đảng bộ và chi bộ thôn Đông Triều xây dựng, trưởng thành và trở nên vượng trước năm 2025. Một lần nữa xin kính chúc các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các bà, các mẹ, các chị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Các bà, các mẹ, các chị. Thực hiện kế hoạch kiểm tra hoạt động phong trào phụ nữ của Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Liên Phương, Chi hội Phụ nữ thôn Đông Triều báo cáo hoạt động của chi hội năm 2023. Tình hình hội viên, chi hội phụ nữ thôn Đông Triều có 125 hội viên, thôi sinh hoạt là 3 hội viên vì lý do đã mất. Hội viên nòng cốt là 20 hội viên thuộc hộ cận nghèo là 4 hội viên đơn thân khó khăn là 15 hội viên thường xuyên sinh hoạt đóng góp là 95 hội viên. Hai là tình hình hoạt động của tổ, duy trì tốt hoạt động thăm hỏi tặng quà hội viên đau ốm từ ngày 20 tháng 10 năm 2020, vệ sinh môi trường thì vẫn duy trì hoạt động tốt, cắt tỉa các đường hoa, chăm sóc các tuyến đường trong thôn. Cụ thể từ ngày 20 tháng 10 năm 2022 đến 20 tháng 10 năm 2023 đã tổ chức được 8 lần vệ sinh môi trường vào các dịp lễ hội đón xuân, những ngày lễ kỷ niệm trong năm. Ngày 5 tháng 3 năm 2023, chi hội phụ nữ đã ra mắt được câu lạc bộ dân vũ của chi hội phụ nữ thôn Đông Triều và câu lạc bộ đã kết nạp được 28 thành viên, trong đó có 11 thành viên danh dự, đó là thành viên nam, là hội viên danh dự của câu lạc bộ văn nghệ của chi hội phụ nữ thôn Đông Triều. Thực hiện đề án Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về việc phân loại và xử lý rác thải và làm chế phẩm IMO đã thực hiện được 35% số hộ dân tham gia làm chế phẩm IMO và 60% số hộ đã phân loại rác thải. Vừa qua, chi hội đã nhận được 2 chiếc thùng để xử lý rác thải phân hữu cơ và chi hội đã để 2 chiếc thùng đó ở 2 đoạn đường nơi công cộng và đã giao cho 2 hội viên có trách nhiệm làm IMO xử lý rác thải hữu cơ ở tại 2 điểm nơi công cộng. Tuy nhiên, việc tuyên truyền đề án 78 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh còn chưa được nhân rộng nên hiệu quả chưa cao. Công tác tổ chức thi đua và tổ chức sinh hoạt kỷ niệm ngày các ngày của hội được tổ chức đăng ký bình xét ngày 20 tháng ngân hàng chính sách xã hội, tổng số tiền chi hội phụ nữ đã tiếp cận được tới các hộ cần vay vốn là 37 hộ với số dư tiền là 2.280.000.000 đồng. Số tiền của chi hội tiết kiệm là 9.481.000. Tổng số tiền tiết kiệm của chi hội, mỗi chị em tiết kiệm 5.000 đồng trên một tháng. Là phương hướng nhiệm vụ năm 2024, tiếp tục tuyên truyền công tác thu hút hội viên mới, duy trì công tác thăm hỏi, tặng quà, ốm đau và qua đời, duy trì công tác vệ sinh môi trường, tuyên truyền hội viên phân loại rác thải, làm chế phẩm IMO để xử lý rác thải hữu cơ, duy trì tham gia các hoạt động của hội, của thôn. Và trên đây là báo cáo kết quả hoạt động công tác. Vâng, vừa qua tôi đã thông qua cái báo cáo hoạt động phong trào của hội năm 2022 và năm 2023. Các bà các chị có ai ý kiến gì để đóng góp vào bản báo cáo được hoàn thiện hơn không ạ? Vâng, nếu không ai ý kiến gì thì tôi xin tiếp tục chương trình. Trong hội nghị hôm nay là rất vinh dự có đồng chí Vũ Thị Hải Yến về dự thì cũng hội nghị cũng rất là muốn nghe lời phát biểu của bà và cũng bà đã kính mời bà lên phát biểu và đề ra cái nhiệm vụ cho chi hội. Xin kính mời bà. Kính thưa đồng chí Bùi Xuân Liệu, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Đông Triều, kính thưa đồng chi Vũ Văn Tuyến, phó bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn, kính thưa đồng chí Trần Văn Viên, chủ chi hội trưởng, chi hội phụ nữ, chủ chi hội trưởng, chi hội cựu chiến binh,
chi hội trưởng chi hội người cao tuổi của thôn. Trong không khí phấn khởi và tự hào của cả nước kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2023, 13 năm ngày Phụ nữ Việt Nam, hôm nay chi hội phụ nữ thôn Đông Triều hân hoan tổ chức kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2023 và 13 năm ngày Phụ nữ Việt Nam. Đồng thời chi hội cũng tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ của chi hội năm 2023. Thì thay mặt Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới các đồng chí lãnh đạo chi bộ thôn, các đồng chí lãnh đạo chi hội của thôn và chúc các bà, các mẹ, các chị, em phụ nữ trong chi hội ta thì luôn nhiều sức khỏe, tươi trẻ và hạnh phúc. Kính thưa các đồng chí đại biểu, kính thưa các bà, các mẹ, các chị em, trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, con người Việt Nam đã hình thành nên những phẩm chất tốt đẹp, đó chính là tinh thần anh dũng, kiên cường, tạo nên sức mạnh cộng đồng để tồn tại, chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù. Trong tiến trình lịch sử đó, phụ nữ tinh thành những phẩm chất đạo đức tuyệt vời của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Trong những năm qua, các bà, các mẹ, các chị em phụ nữ thôn Đông Triều đã luôn khẳng định được vai trò quan trọng và những đóng góp hết sức to lớn cho sự phát triển vững mạnh toàn diện của chi hội thôn nói riêng và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã nói chung. Hơn lúc nào hết thì các bà, các mẹ, các chị em trong chi hội chúng ta luôn sẵn sàng vượt khó khăn chăm lo xây dựng gia đình, xây dựng quê hương liên phương, tham gia tích cực phong trào của hội, của địa phương. Phải khẳng định rằng các bà, các mẹ, các chị em phụ nữ của thôn Đông Triều luôn là những đóa hoa tươi thắm, tô thắm cuộc sống, mang lại hạnh phúc, thanh bình cho gia đình, cho xã hội. Và cũng hy vọng rằng toàn thể hội viên phụ nữ của chi hội chúng ta tiếp tục tự tin vượt khó, vượt lên chính mình và cố gắng cùng hơn 1.000 hội viên phụ nữ của toàn xã khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần tích cực, chủ động sáng tạo, tuyên truyền, thực hiện tốt các phong trào thi đua của hội, phong trào xây dựng người phụ nữ Hưng Yên có sức khỏe, có đạo đức, có trí thức và có trách nhiệm với gia đình và xã hội, và cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam và các phong trào của địa phương. Thưa toàn thể hội nghị, tại buổi kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đồng chí Hoàng Thị Ca, Ủy viên Ban chấp hành, chi hội trưởng cũng đã báo cáo kết quả hoạt động công tác hội và phong trào của phụ nữ của chi hội năm 2023 và đồng thời dự thảo các phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2024. Thay mặt Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã xin ghi nhận và biểu dương những thành tích của tập thể chi hội ta đã được đạt được năm 2023. Xin tất cả nổ một tràng pháo tay để ghi nhận kết quả. Vâng, và cũng báo cáo với các vị đại biểu và toàn thể các bà, các mẹ, các chị, còn một cái kết quả đặc biệt nổi bật nữa của chi hội ta đó là tháng 3, dịp 8 tháng 3 năm 2023 hôm nay là thực hiện cái nghị quyết của Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc, chi hội ta đã kết nạp được 11 hội viên danh dự, đó là các anh em nam giới của thôn Đông Triều vào để sinh hoạt cùng với cả câu lạc bộ dân vũ của chi hội. Đây là một điều đáng mừng, là một kết quả nổi bật của chi hội ta. Một lần nữa xin toàn thể hội nghị chúng ta nổ một tràng pháo tay để ghi nhận cái kết quả đặc biệt của chi hội. Vâng, cũng tại hội nghị này cũng trân trọng thay mặt hội phụ nữ xã rất là trân trọng các cái tình cảm của các anh em trong chi hội thôn Đông Triều đã tất cả vì cái bình đẳng và cái tiến bộ của phụ nữ và đã cùng chị em chung tay cùng chị em ủng hộ cả về vật chất và tinh thần để cho chi hội phụ nữ ngày càng một vững mạnh hơn. Đặc biệt là các anh em nam giới, 11 anh em rất là ủng hộ chị em trong cái phong trào văn hóa văn nghệ của câu lạc bộ dân vũ tuy mới thành lập tháng 5 tháng 3 năm 2023, nhưng trải qua 6 tháng lại được đồng chí Hoàng Thị Ca là ủy viên ban chấp hành của hội và chi hội trưởng, đồng thời là chủ nhiệm câu lạc bộ, rất là năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm. Đồng chí có rất là nhiều cái sáng tạo trong quá trình để duy trì cái câu lạc bộ. Chỉ trong vòng có 6 tháng mà
cái duy trì được cái câu lạc bộ. Chị em là tập luyện, tôi biết là các bà các chị em trong câu lạc bộ tập luyện rất là công phu, tối rồi là buổi sáng thay vào những cái buổi thể dục buổi sáng, các bà các chị đi bộ thì chị em trong câu lạc bộ đã ra sáng sớm ra nhà văn hóa của thôn để tập luyện, vừa là rèn luyện sức khỏe, vừa là đấy là những cái sự chia sẻ cho chị em những ngày làm việc vất vả. Buổi tối và buổi sáng chị em được đến với nhau và có những động tác, cái điệu múa vừa làm cho sức khỏe người ta thêm trẻ dai, và cũng là một cái nội dung đóng góp rất là quan trọng để giúp cho Hội Liên Phụ Xã thực hiện thắng lợi cái nghị quyết Đại hội đại biểu các cấp đề ra. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các anh em nam giới đã tham gia và là hội viên danh dự của chi hội của xã Liên Phương. Nói chung, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các anh em. Vâng. Đồng chí đại biểu luôn có một sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và thành công. Kính chúc các bà, các mẹ, các chị em, chi hội chúng ta đón một ngày lễ 20 tháng 10 thật là hạnh phúc, ấm áp. Xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn bà Vũ Thị Hải Yến đã lên phát biểu và chỉ đạo hội nghị. Sau đây thì hội nghị đã mời ông Bùi Xuân Liệu, bí thư và trưởng thôn Đông Triều lên có lời phát biểu và chỉ đạo hội nghị. Xin kính mời ông. Thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các bà, các chị em, hôm nay về dự hội nghị kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Và những cái kỷ niệm sâu sắc đó thì trước khi tôi vào phát biểu thì tôi cũng xin gửi lời chúc tốt đẹp đến các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các bà, các chị em trong chi hội của thôn Đông Triều một lời chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Thì báo cáo với các bà, các chị em thế này. Thế thì tôi cũng rất là ghi nhận các cái phong trào và cũng như là toàn thể chi hội và các bà. Thì hôm nay là về dự thì tôi cũng đại diện cho ban chi ủy thì cũng có đôi lời phát biểu. Thứ nhất là hôm nay là rất vinh dự là có đồng chí Vũ Thị Hải Yến là chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ về dự cũng như là chỉ đạo sao để hội nghị cũng như là trong chi hội thì là ngày càng phát triển, và cũng như là đồng chí làm sao mà năm 2023 và cũng như là các năm tiếp theo thì đồng chí luôn quan tâm đến chi hội của phụ nữ của thôn Đông Triều làm sao mà ngày càng vững mạnh và phát triển về tất cả các phong trào thì luôn được đi đầu. Thế thì một lần nữa là cũng rất là ghi nhận các cái ý kiến và cũng như là chỉ đạo của đồng chí Hiến. Thì thay mặt cho ban chỉ huy thì chúng tôi sẽ tiếp thu và cũng như là để làm sao mà chỉ đạo chi hội phụ nữ của thôn thì tất cả các cái phong trào làm sao mà càng phát triển và cũng như là ngày càng bền vững. Thế thì báo cáo với các bà các chị em này, thế thì để mà ghi nhận các cái thành tích của chi hội phụ nữ thì những cái năm qua thì chị em phụ nữ thì về cái phong trào vệ sinh môi trường cũng như là thành lập được cái câu lạc bộ dân vũ văn nghệ thì phải nói là đến bây giờ là 28 thành viên. Đấy thì báo cáo thì các bà các chị để vừa rồi là số bà ca chi hội trưởng phụ nữ cũng đã thông qua cái bản báo cáo thì các bà các chị nắm được và cũng như làm sao mà phải có cái ý kiến để tham gia vào cái bản báo cáo thì làm sao mà những năm tiếp theo
để làm sao các cái phong trào và cũng như là hội ngày càng vững mạnh. Thì cũng rất mong là được sự đóng góp ý kiến của các bà các chị để làm sao mà là chúng ta xây dựng được cái hội mà ngày càng hội viên tham gia là đông. Thế mà hai nữa là tất cả các phong trào phải nói là tôi ghi nhận các cái cuộc vận động, thế rồi là các bà các chị là phải nói rất là hăng say, và cũng như là cái công tác vệ sinh môi trường thì cũng đã được duy trì thường xuyên. Đấy thì báo cáo với thì các bà các chị này, thế để làm tốt được cái việc này thì vừa rồi là chỗ chi hội trưởng bà Ca cũng đã thông báo về cái kết quả nhiệm kỳ bà